Xin chào mọi người đã quay trở lại với video mới này của mình. Và hiện tại đang là 11:42, gần 12 giờ tối rồi. Mình nổi hứng làm cái video này chỉ mình lên concept, mình lên content các thứ chỉ trong khoảng 1 tiếng thôi. Và mình sẽ quay, nếu như mà mọi người có thấy sai sót gì hoặc là những cái lời nói là có hơi lủng củng một chút thì mọi người hãy thông cảm cho mình. Phần tiêu đề của cái video này rồi là ngày hôm nay mình sẽ phối đồ với cả đôi Jordan và cùng với tất cả những cái loại quần mà mình đang có trong cái tủ đồ của mình. Và như mọi người có thể thấy ở ngay đằng sau mình đây là một số những cái quần mà mình đã treo ra để có thể nói với các bạn ở trong cái video này. Và những cái quần này mình nghĩ là đa phần mọi người cũng đều có từ 1 cho đến 2 chiếc. Cho nên là mình sẽ lấy hết tất cả những cái quần mà có thể của mình ra để mình review cho mọi người. Cái đôi giày Jordan 1 ở đây mình nói tới là những cái đôi Jordan 1 cổ cao chứ không phải là cổ thấp. Và ở đây thì mình có một chiếc quần jean jack bình thường thôi. Cái quần này thì mình nghĩ là phải đến 99,9% các bạn đều có trong cái tủ đồ của mình. Để mình tháo cái móc này ra vậy. Và trước mặt các bạn đây là một chiếc quần jean jack có hai cái phần nip blowout ở đây. Ở cái phần gấu quần của nó là một cái phần gấu quần trơn, nghĩa là không có zipper hay là nó không có một cái hiệu ứng gì ở cái gấu quần cả. Và để có một cái outfit hoàn hảo giữa quần và đôi Jordan cổ cao ấy thì mình nghĩ nó phải rơi vào khoảng tầm 80% là dựa vào cái phần ống quần này. Như các bạn có thể biết là cái đôi Jordan cổ cao thì nó sẽ cao khoảng tầm mắt cả chân của các bạn. Thực ra trước đấy mình cũng nghĩ là khi mà mình mang Jordan thì cái chân của mình sẽ bị ngắn đi một chút, nhưng mà thực ra đấy là do mình nghĩ thôi. Đôi này Jordan thì nó hợp với tất cả các loại quần luôn. Quần Âu này, quần Tuban, check pan, quần sweat pan, quần cargo pan hoặc là một số cái quần khác. Thì đây các bạn có thể thấy là đây là một cái phần ống quần nó khá là bình thường thôi, nó khá là đơn giản. Nó không hề có một cái phần zipper hay nó không có một cái distress hay như nào đó. Thì chúng ta hãy cứ mặc bình thường thôi. Và ở cái phần bắp chân của các bạn thì các bạn hãy cố gắng là lấy cái tay để tạo ra phần stacking, tự tạo ra những cái phần stacking thì nhìn cái quần nó sẽ được hài hòa hơn. Như cái ảnh này ở đây của mình thì mình cũng đã tự tạo những phần stacking bằng cách là các bạn có thể là cầm quần nó kéo dịch dịch lên một chút, nó nghĩa là tạo những cái nếp nhăn để nhìn cái phần bắp chân của mọi người nó đỡ bị trống, phần cổ chân cũng như là đôi giày ấy nó không bị gọi là ứ lại, nó đọng lại đấy, thì nhìn cái cổ chân của bạn sẽ rất là to. Và mọi người có thể kéo lên một chút để có thể là nhìn cái phần cổ chân nó thon hơn. Tiếp theo thì sẽ là cái quần short, nhưng mà mình nghĩ là quần short này thì mình sẽ để nói sau. Thì đây là một chiếc quần của Minimal. Đây là một chiếc quần gọi là cargo pants à, đúng không nhỉ? Nếu như mình nghĩ không nhầm là đây là một chiếc quần gọi là cargo pants. Đây là một cái quần nó làm chất liệu bằng vải nỉ. Nó nhìn nó cái quần ấy khi mà các bạn nhìn kiểu như này này, khi mà các bạn chưa mặc lên ý, thì cái quần của bạn nó hơi giống rẻ lau một chút. Nhưng mà khi mà mặc lên rồi thì nhìn nó cực kỳ là đẹp. Cái đặc điểm mà mình thích của cái quần này là cái quần này nó ống quần nó khá là rộng, nó sẽ tạo cho mọi người một cái sự oversize của trên chiếc quần này hơn. Và ngoài ra thì ở cái phần ống quần này nó sẽ có thêm một cái dây rút, thì mình nghĩ là các bạn cũng có thể kéo như này vào, kéo nó rút rút lại như này thì nó lại khá là tương đương với cả một cái ống quần jogger, thì nó sẽ làm cho các bạn nó có một chút gì đấy sport hơn ở trên những đôi Jordan. Nhưng mà mình khi mà mình mặc quần này thì thường là mình sẽ thích là bỏ hết nó ra, và sau đó thì cả cái phần ống quần này nó sẽ ôm vào cái cổ giày luôn, thì nhìn nó cũng khá là hip hop, nó khá là chất, nó khá là giống với cả những cái thời trang từ ngày xưa ấy. Quần này thì nó cũng khá là giống với cả những cái quần của sweatpants, cho nên là mình cũng sẽ recommend mọi người là những cái quần này cũng khá là đẹp khi mà cùng với cả đôi Jordan. Và tiếp theo sẽ là một cái quần nữa, quần này thì mình nghĩ là 100% các bạn đều có, đó chính là một chiếc quần Âu. Và trước mặt các bạn đây là một chiếc quần Âu, nó là một chiếc quần Âu khá là đơn giản thôi. Không có gì cả, nó không có distress này, hay nó không có một cái gì đấy, nó là một cái quần ống suông, nghĩa là khi mà các bạn mặc vào thì nó sẽ thẳng tuột từ trên xuống dưới. Thì ở cái quần này thì các bạn có thể thấy rồi là cái phần ống này của nó cũng khá là rộng, cho nên là mình cũng có thể mặc theo cái style kiểu như là nó trùm qua giày, thì nó lại khá là giống với cả cái bộ outfit của Neymar mà mặc trong cái dịp bóng đá vừa rồi, là mặc cái chiếc quần Âu này sau đó đi thêm một cái đôi Jordan 4 Off-White. Mình nghĩ là cái quần này nó sẽ khi mà mặc với cả đôi Jordan ấy thì nó sẽ tạo cho mọi người một cái sự gì đấy nó kiểu như là nửa quý ông và nửa thời trang hiện đại. Thực ra là mình chưa thử đâu, nhưng mà mình đã tưởng tượng trong đầu rồi là cái quần này mặc với cả cái đôi Jordan 1 cũng sẽ rất là hợp. Và đây là một chiếc quần Tuban, một cái quần Tuban là mình mua cách đây 3 năm của H&M, của HM. Về cái đặc điểm của quần Tuban này á là ở cái phần ống quần của nó, các bạn có thể thấy không, là ở ngay phần ống quần của nó đã có những cái hiệu ứng stacking rồi.
Cái quần này thì cách đây khoảng tầm 3 năm thì nó cũng khá là hot. Và cái quần này thì nó có khá là nhiều kỷ niệm với cả mình. Mình nhớ y nguyên là hôm mình mua cái quần này ấy, là do mình đi dán đế giày của cái đôi Easy Oreo. Sau đó thì ở cái chỗ bán đế giày này cũng có order hàng Mỹ ấy. Hay là mình hỏi mình thấy cái quần này và nó đúng cả size của mình và mình đã cóp nó luôn. Đây là quần này cũng... Con này thì nó cũng là một trong những cái quần mà gắn bó với mình từ những cái outfit đầu tiên khi mà mình mới bắt đầu bước chân gọi là về một chút về thời trang. Tạo cho Van ở cái quần này thì nó đã mặc định là nó sẽ tự tạo những cái phần stacking này rồi. Cho nên là các bạn mặc vào thì nhìn chân của các bạn sẽ có cái điểm nhấn. Từ cái phần bắp chân xuống nó sẽ hơi có điểm nhấn một chút bởi vì là do những cái nếp nhăn của những cái quần này. Con này của mình ý là nó có cả zipper nữa. Đó. Quần này của mình thì nó có thêm cả zipper. Thì mình khuyên mọi người là nếu như mọi người có mặc cái quần này thì có thể mọi người thích thì mọi người có thể bỏ zipper xuống để nó có thể free hơn ở cái phần cổ giày. Và thế nên mình mặc thì mình sẽ không kéo zipper để cho nó có một cái sự liền mạch giữa giày và quần. Cái quần này thì được làm bằng chất liệu kiểu vải hơi thô thô một chút, cho nên là nó sẽ không co giãn nhiều đâu, nhưng mà mặc lên form rất là đẹp. Và tiếp theo sẽ là một cái quần màu đen nữa, một cái quần jean jacket màu đen để mình bỏ mắt ra đã. Và chiếc quần này là một chiếc quần mà có hai phần knee blowout ở đây, nhưng mà nó khác so với cái quần đen đầu tiên ấy là nó có thêm phần zipper. Nó có thêm phần zipper ở ống quần. Khi mà mình mặc thì mình có thể kéo zipper được. Nó khá tương tự với cả quần đen kia, nhưng mà nó chỉ khác là nó có thêm cái phần zipper. Thì ở đây mình có thể kéo zipper lên một chút để cho nó tạo ra một cái sự gì đấy nó free ở cái cổ giày cũng như là cái ống quần. Quần này cũng là một trong những cái quần jean jacket đầu tiên mà mình mua ở trong cái tủ đồ của mình. Hồi đấy thì mình không biết mặc jean jacket đâu, mình chỉ mặc những quần nó kiểu gọi là quần Âu hoặc quần jogger bình thường thôi. Và các bạn thì thấy là nó co giãn cũng khá là tốt, cho nên là mình khá là thích cái quần này. Tiếp theo thì sẽ là một cái quần nữa, cũng là một cái quần jean jacket, nhưng mà nó là quần jean jacket màu xanh. Và nó cho mọi người biết chứ, cái quần jean màu xanh ấy ở trong tủ đồ của mình khá là ít. Mình không thường ưa chuộng những quần jean màu xanh lắm, và mình chỉ mặc những cái quần jean màu đen thôi. Nó cũng khá là dễ mặc và nó khá là phối đồ nữa. Và nếu như mà mọi người đã theo dõi cái từ những cái video đầu tiên của mình thì mọi người biết là mình có một cái video unboxing riêng, nói riêng về cái quần này thôi. Ở đây là một cái lanyard của Supreme mà mình đã móc thêm vào cái đĩa quần được cái đợt mình đi chụp cách đây phải mấy tháng rồi. Mình móc vào đĩa quần cho nó đẹp, nó tạo điểm nhấn. Về đặc điểm của quần này thì thực ra thì để mà nói thì nó không có quá nhiều cái đặc điểm nói, bởi vì là hầu như ấy, đa phần là tất cả những form quần jean jacket thì nó đều xem nhau. Thì đây, đặc điểm của quần này thì nó sẽ có hai phần knee blowout ở đây, một phần distress nhỏ nữa ở phần đùi, nó cũng khá là đẹp. Về quần này thì nó cũng có phần zipper ở đây, các bạn có thể thích thì kéo ra hoặc không thì kéo nó lại. Và đi đây là một cái quần jean màu xanh đầu tiên mà mình mua ở trong tủ đồ của mình, màu xanh kiểu xanh blue ấy. Về phần này thì quần này mình mặc nó hơi dài một chút. Cái quần này thì mình mặc thì nó hơi dài một chút, nhưng mà không sao, mình thường thì sẽ mặc cái quần này với cả những cái đôi kiểu như là đôi Vanvor hoặc là đôi Van thôi, thì cổ giày nó thấp. Nhưng mà nếu như mà mọi người có thể cao hơn mình, mình là cao 1m75, cho nên là cái quần này của mình đối với mình vẫn sẽ hơi dài một chút thôi. Nhưng mà không sao. Mình thì vẫn khá là ưng cái quần này. Và quần này khi mà mình mặc thì mình sẽ không bỏ zipper, mình sẽ để nó rất là tự nhiên thôi. Quần này của mình ấy là từ cái phần đùi của nó, khi mà xuống đến phần ống quần nó sẽ thu gọn lại một chút. Đối với những cái quần mà mình đã từng thử rồi thì nếu như mà họ may một form từ trên xuống dưới mà không thu gọn lại ấy, thì quần của bạn nó sẽ không được gọi là đẹp. Cuối cùng thì là một cái quần mà mình đáng nói nhất trong cái video này, đó chính là một cái quần cargo pants. Nhưng mà cái này là của Manos Claw. Và thực ra đây là một cái quần mà mình đang thử nghiệm để nếu như mà mình sử dụng qua vài tháng, nếu như mà tốt thì mình sẽ chia sẻ nó với cả mọi người, còn không thì mình sẽ giữ lại mặc. Thì đặc điểm của quần này là nó có hai cái phần túi hộp ở đây, thì theo như mình và thì đặc điểm của cái túi này là nó có hai cái phần túi hộp ở đây. Như mình đã từng nói thì những cái quần cargo pants là những cái quần là nó rất là nhiều túi. Các bạn để mình đếm nhá, hai túi ở bên hai ống quần và hai túi ở đằng sau, tổng cộng là chúng ta có 6 cái túi có thể đựng đồ. Quần này mình mang theo một cái form của những cái quần default mà cách đây khoảng 10 năm. Nếu như các bạn không biết thì cách đây khoảng 10 năm ở Việt Nam mình rất là chuộng những cái quần rộng như này. Quần gọi là, mình gọi quần này là quần thùng thình đi. Cách đây khoảng tầm 10 năm thì ở trên Lý Thái Tổ hay như nào đấy thì họ, hồi đấy thì Jordan cũng chưa nổi lắm, nhưng mà họ khá là chuộng những cái đôi giày gọi là DZ. Mình không biết là các bạn có biết cái đôi giày đấy không, nhưng mà mình ngày xưa mình có một đôi gọi là đôi DZ. Nó thiết kế khá là giống với cả cái đôi Jordan 4. Bây giờ là cái phần lưỡi gà của nó cũng khá là to. Ngày xưa mình có một cái đôi DZ
cực kỳ là chất lượng. Không biết bây giờ DG như nào nhỉ? Thì cái mấy như mà các bạn biết thì các bạn có thể comment bên phía dưới để cho mình biết thêm là DG bây giờ như nào rồi. Ngày xưa DG mặc ra đường là auto gọi là hip hop, và mình sẽ thêm vào đây khoảng 3 cái cúc quần thôi. Đối với những cái quần của minimal là họ sẽ thêm cúc quần từ cái phần bắp chân xuống, từ đùi hết đùi, từ cái đầu gối xuống. Nhưng mà cái quần này thì mình sẽ chỉ cho khoảng 3 cái thôi, bởi vì là nhiều quá thì đúng là điểm nhấn cũng sẽ nhiều nhưng mà mình không thích. Mình sẽ chỉ cho 3 cái thôi, thì nó sẽ làm nó cũng có một chút điểm nhấn và nó cũng khá là đơn giản. Và khi mà mình mặc thì mình thường là sẽ bỏ cái cúc đầu, một cái cúc ra, cúc đầu tiên ra, để nó sẽ ôm vào cái cổ của đôi Jordan hơn. Thì nó sẽ là có một cái hiệu ứng tùng thình đúng nghĩa luôn, là phần này ôm sát vào giày và cổ giày sẽ khá là cao. Và về cái quần này của mình thì mình làm bằng vải thô, vải kaki ấy, cho nên là co giãn thì nó sẽ không có, nhưng mà mặc lên thì yên tâm 100% là form sẽ rất là đứng quần. Chắc chắn rồi là cái quần này mình sẽ mặc cùng với cả những chiếc áo oversize để cho nó thoải mái hơn và nó đúng phong cách của cái quần này. Và cuối cùng đó chỉ là hai chiếc quần short ở đây, là hai chiếc quần harem short. Ở đây thì mình có hai màu, màu đen và màu xám, và nó được phát triển lên từ những chiếc quần của Rick Owen. Đũng quần, và các bạn có thể thấy là những cái chiếc quần của Rick Owen á, là thường là cái phần đũng quần này nó rất là rộng. Nó ví dụ như bình thường là cái đũng quần của các bạn chỉ đến cái tầm móc khóa đây thôi, nhưng mà đũng quần của những cái chiếc quần harem short á là thường nó sẽ phải rơi đến tận đầu gối của các bạn. Nhưng mà cái điều này nó sẽ làm cho các bạn mặc quần short được thoải mái hơn, và nó sẽ có đem được những cái hiệu ứng khi mà các bạn đi ấy. Ở cái phần ống quần này của nó này thì sẽ không được phát sổ, mà nó được để tự nhiên, nó sẽ hơi có một chút rách rách để đấy, nó sẽ tự nhiên hơn. Và ở đây sẽ là có một cái drawstring bình thường thôi, không quá là dài. Khi mà mọi người mặc những quần short ngày xưa thì mọi người sẽ phải là hạn chế hơn so với việc là các bạn chạy nhảy hoặc là vận động thể thao mạnh. Còn cái quần short này, mọi người cứ yên tâm đi, mọi người muốn chạy, muốn nhảy, muốn nằm, muốn ngồi, muốn bò, muốn tất cả mọi thứ thì cái quần này vẫn sẽ nguyên y vẹn. Có những cái quần short ngày xưa nhá, khi mà các bạn làm như thế rồi ấy thì chắc chắn là cái phần đũng quần của mọi người sẽ bị rách ra. Và một cái tip mà mình cũng mới tham khảo được là khi mà các bạn mặc quần short mà đi cùng cả những cái đôi Jordan cao cổ ấy thì các bạn không thể thiếu cho mình được, đó chính là những cái đôi tất cổ cao. Và ở đây thì mình cũng có thêm mấy cái đôi tất cổ cao, thì mình nghĩ là mọi người nên mua cái cổ cao hẳn. Tất thì nó chia ra khá là nhiều loại, tất hài, tất cổ thấp, tất cổ trung bình, tất cổ cao, tất cổ bóng đá các thứ đấy. Thì đây là một cái tất cổ cao, và nó sẽ cao hơn từ gót chân lên khoảng tầm 15 cm. Kỳ và mình đi giày Nike thì chắc chắn là mình sẽ phải dùng một cái tất có cái dấu hiệu Scoot của Nike luôn. Bây giờ, và khi mọi người đi các cao cổ này thì nó sẽ thường là sẽ cao hơn cái cổ giày của các bạn, nhưng mà mình khuyên là mọi người sẽ chỉ để cho cái phần Scoot này nó lộ ra khoảng tầm như này, chắc là khoảng tầm 5 đến 6 cm thôi, thì nó sẽ không quá là lố. Còn khi mà các bạn để lộ kéo hết tất lên ấy, nhìn nó cứ bị lố gì, nó bị cao quá, mình kéo được mức vừa thôi. Mọi người có thể xem cái ảnh này ở đây của mình, và mình cũng vừa mới chụp cái bộ outfit này thôi. Mọi người có thể tham khảo thêm, mình đi cái đôi tất này cùng với cả chiếc áo t-shirt màu xanh và một cái đôi giày Nike Off-Season. Và các bạn có những cái quần nào ở trong những cái quần mà mình đã vừa giới thiệu mọi người thì mọi người hãy comment bên phía dưới để cho mình biết là các bạn đã có và đang thiếu những cái quần nào, để mình sẽ cố gắng là làm những cái quần mà các bạn có mà mình không có thì mình sẽ cố gắng làm cho mọi người để mọi người có thể tham khảo hơn. Và nếu thấy hay thì mọi người nhớ là đừng quên nhấn like, share và subscribe channel của mình, và nhớ là đừng quên follow mình ở trên Instagram. Peace out.